trình tìm Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 khép lại, nhưng dư âm vẫn còn mãi. Với những khoảnh khắc, những cảm xúc khó quên về một mùa Nhan Sắc đã đi qua trong vô vàn những khó khăn chung. Thế nhưng cuối cùng, cuộc thi vẫn tốt đẹp, tìm ra được cô gái xinh đẹp, tài năng Đỗ Thị Hà cho ngôi vị cao nhất. Hành trình vươn đến danh vị cao quý của Đỗ Thị Hà có gì đặc biệt? Chặng đường ấy đã ghi được dấu ấn như thế nào? Chúng ta cùng nhìn lại. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đỗ Thị Hà, năm nay mình 19 tuổi, mình sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mặc dù em biết là con đường đến với Hoa hậu Việt Nam hay là bất kể là cuộc thi nào thì cũng có nhiều khó khăn và thử thách, nhưng mà những cuộc thi sắc đẹp đối với em ngay từ bé là một niềm đam mê rất lớn, nên là dù có không đầy đủ về điều kiện hoàn cảnh nhưng mà em vẫn cố gắng để mà quyết tâm tham gia, để mà thử thách bản thân mình, biết được mình đang ở đâu và cố gắng hơn nhiều hơn nữa. Đỗ Thị Hà đến với Hoa hậu Việt Nam 2020 là một cô gái không quá nổi bật giữa rất nhiều cô gái. Thế nhưng, như một cái duyên đã định mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam từng tiết lộ trong một bài báo rằng anh chính là người đầu tiên nhận ra Hà có một sự đặc biệt nào đó mà sẽ đi sâu ở Hoa hậu Việt Nam 2020. Từ một cô gái non nớt, ít tự tin trước ống kính, trải qua quá trình luyện tập, đồng hành với mái nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà đã không ngừng tiến bộ vượt bậc lên từng ngày. Vì đây là lần đầu tiên mà mình được đứng trên một sân khấu khá là hoành tráng, dàn dựng cực kỳ công phu. Mình đang rất háo hức để được ra sân khấu và trình diễn những tiết mục thật là đặc sắc để cho quý vị khán giả được thưởng thức. Hà đã tự tin, tỏa sáng, sải những bước chân vững chắc trong từng đêm thi, để lại ấn tượng trước ban giám khảo. Không chỉ có thế, Hà còn mang trong mình một trái tim nhân ái, chân thành. Khi Hà cùng tham gia dự án nhân ái, người gieo hạt nắng với các bạn thí sinh khác. Bằng chính sự mộc mạc và chân thành, cô đã lay động biết bao trái tim, sự mến mộ từ tất cả mọi người. Vượt trội về nhan sắc, chỉ số hình thể trước thềm chung kết Đỗ Thị Hà là cái tên đã được dự đoán cho ngôi vị Tân Hoa hậu Việt Nam 2020. Với sản phẩm của Bikini Passport, Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ có một màn trình diễn bikini thật là hoành tráng và sôi động. Tại đêm chung kết, chứng tỏ được sức hút của mình, Hà đã có những sải bước đầy tự tin và tỏa sáng. Tất cả những nỗ lực, sự quyết tâm đều đã được đền đáp. Đỗ Thị Hà, số báo danh 245. Top 5 Người đẹp biển, top 5 người đẹp thời trang, giành giải thưởng người đẹp truyền thông, đã chứng tỏ được sức ảnh hưởng và sự mến mộ của mọi người với công chúng. Hành trình đại diện cho nhan sắc Việt của Đỗ Thị Hà chỉ mới bắt đầu và còn nhiều thử thách phía trước. Hãy tự tin, tỏa sáng, lan tỏa những giá trị tích cực, là hình mẫu truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ. Và một trong những hoạt động sau đăng quang của top 3 cô gái xuất sắc Hoa hậu Việt Nam 2020, đó chính là buổi họp báo sau đăng quang, cùng trò chuyện, chia sẻ, đối đáp với giới báo chí về hành trình trở thành Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 của mình. Khi mà được cầu chương trình trước vinh nghiệp, em tự nhủ với bản thân sẽ tự có trách nhiệm với vinh nghiệp, cũng như phải cố gắng hàng ngày và cho rồi cho mình thật nhiều kỹ năng để xứng đáng với Hoa hậu Việt Nam 2020. Không khí buổi họp báo diễn ra thật ấm cúng, vui vẻ, đầy hứng khởi khi chào đón một thập kỷ hương sắc mới. Một cô gái hội đủ các yếu tố về sắc đẹp, trí tuệ, tài năng và tấm lòng nhân ái, đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Hy vọng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 và thập kỷ hương sắc mới này sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh, lan tỏa cái đẹp, lòng nhân ái đến cộng đồng và cả thế giới.
Hãy đón xem những hành trình tiếp theo của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 được phát sóng trên các kênh YouTube Hoa hậu Việt Nam, Sen Vàng TV, Facebook Hoa hậu Việt Nam, app Vion.